Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ đọc một cái báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh số ra hôm nay sẽ nói về cái việc giám định chứng cứ. Quý vị và các bạn biết không, khi mà nguyên đơn khởi kiện ở tòa thì buộc lòng phải có những cái chứng cứ. Chứng cứ có thể rằng là một cái tờ giấy vay tiền, chứng cứ có thể là một cái đoạn ghi âm, chứng cứ cũng có thể rằng là cái nguồn do cá nhân mình cung cấp cho tòa, cũng có thể là mình nhờ tòa thu thập chứng cứ. Hôm nay thì bản tin Đoàn Gia Phúc xin đọc cái tờ báo pháp luật ở trang thứ 7, cầm hơn 20 chỉ vàng bị chủ tiệm giữ rịch. Một cái bản tin Đoàn Gia Phúc sẽ gửi đến quý vị và các bạn, sau đó sẽ bình luận ở góc độ là một chuyên gia, một luật sư, để quý vị và các bạn sẽ hiểu thêm. Và tiếp theo tôi sẽ có những cái loạt xung quanh cái đề tài thế nào là giám định chữ ký, chữ viết cho quý vị và các bạn được rõ nha. Phủ nhận băng ghi âm nhưng bị đơn không yêu cầu giám định và không đồng ý cung cấp mẫu giọng nói để tòa giám định nên phải trả vàng. Thưa quý vị và các bạn, đây là bản tin của phóng viên Thu Giang, báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Do cần vốn làm ăn nên sáng ngày 2 tháng 3 năm 2015, chị B ở xã Bình Thạnh, huyện Dòng Trôm, Bến Tre đến tiệm vàng do ông N làm chủ để cầm cố. Vợ ông N là người trực tiếp giao dịch với chị B. Theo đó, chị B cầm dây chuyền 14,5 chỉ vàng 24K và nhẫn vàng 17 chỉ vàng 18K để nhận 70 triệu. Lãi suất là 2,5% tháng, thời gian cầm trong vòng 1 tháng. Tiếp theo ha quý vị, đưa dư 100 triệu. Hợp đồng cầm vàng được vợ ông N lập, trong đó có nội dung là hai bên có hai bản, nhưng thực chất chỉ có một bản giao cho chị B giữ. Đến chiều cùng ngày, vợ ông N đến nhà chị B nói là do nhầm nên đã lỡ đưa cho chị B tới 170 triệu đồng, tức là đưa dư là 100 triệu. Trong khi chị B khẳng định là lúc vợ ông N đếm tiền và giao tiền, chị có đếm lại và chỉ nhận đúng 70 triệu đồng loại tiền năm mệnh giá là 500.000 đồng. Sau đó ông N cũng đã đến nhà chị B đòi lại 100 triệu đồng và dùng lời lẽ hăm dọa chị. 4 ngày sau, chị B mang tiền đến chuột vàng của mình và đưa tờ hợp đồng cầm đồ cho ông N. Ông N tính lãi rồi ghi vào tờ hợp đồng số 297, tức tiền lãi là 297 ngàn đồng. Chị B đã trả tiền vốn lẫn lãi, nhưng ông N không giao vàng cho chị mà nhanh tay cắt tờ hợp đồng vào tủ rồi khóa lại. Vì ông N không trả vàng nên chị B khởi kiện ra Tòa án Nhân dân huyện Rồng Trôm, yêu cầu vợ chồng ông phải trả lại đủ số vàng mà chị đã cầm và yêu cầu tính lãi suất là 2,5% tháng đối với số tiền vàng. Đến thời điểm tòa xét xử, chị B cung cấp chứng cứ là đĩa CD với nội dung ghi âm cuộc nói chuyện giữa chị B và ông N về việc không chịu trả vàng. Ngoài ra còn có hai người làm chứng cho chị B việc ông N không chịu giao vàng. Trình bày với tòa, ông N cho rằng hôm chị B đến cầm đồ từ sáng sớm, lúc đó chưa ngủ dậy nên chỉ có một mình vợ ông thỏa thuận. Vợ ông đã giao nhận cho chị B 100 triệu đồng nên ông có đến giao nhầm cho chị B là 100 triệu đồng nên ông có đến nhà đòi và thiện chí cho chị B trả dần số tiền giao nhầm. Khi chị B đến chuột vàng thì ông đã giao đủ vàng cho chị và cầm, chứ không giữ lại như chị trình bày.
Theo nguyên tắc của tiệm vàng, khi trả vàng, ông không cần biên nhận, không cần chữ ký của người nhận. Ông có ghi chữ R, có nghĩa là vàng đã trả xong, giao dịch coi như kết thúc. Do vậy, ông không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của chị B. Đĩa CD được xem là chứng cứ. Xử sơ thẩm tới đây, Tòa án Nhân dân huyện Rồng Trôm nhận định ông N cho rằng hai người làm chứng cho chị B đều có quen biết với chị B nên không khách quan. Còn về đĩa CD của chị B cung cấp, ông N cho là giả. Tuy nhiên, ông N không yêu cầu giám định giọng nói và không đồng ý cung cấp mẫu giọng nói để tòa tiến hành trưng cầu giám định. Quý vị và các bạn biết không, trong bất cứ một cái hồ sơ nào, khi nguyên đơn đến tòa cung cấp chứng cứ và bị đơn không thừa nhận, ngược lại bị đơn cung cấp chứng cứ là giọng nói, là băng ghi âm, nguyên đơn không thừa nhận, thì bắt buộc phải có động tác gọi là giám định giọng nói, giám định chữ ký, chữ viết. Chúng ta sẽ tiếp tục ha quý vị. Theo khoản 2, khoản 4, điều 91 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015, nếu ông N phản đối yêu cầu của chị B thì phải thể hiện bằng văn bản và phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho tài liệu, chứng cứ chứng minh cho sự phản đối đó. Ông N có nghĩa vụ đưa ra chứng minh, và nếu không thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo chứng cứ đã được thu thập. Hội đồng xét xử xét về lời khai của người làm chứng vào ngày 6 tháng 3 năm 2015 có chứng kiến việc chị B giao tiền cho ông N nhưng không thấy ông N giao vàng lại. Tuy nhiên, các hóa đơn mua bán vàng mà những người làm chứng cung cấp không thể hiện thời gian và địa chỉ của người mua vàng. Về dữ liệu âm thanh trong đĩa CD, chị B trình bày là chị chép lại lúc ghi âm trong điện thoại và hiện điện thoại đã bị hư và chị không còn dữ liệu gốc. Theo khoản 2 điều 95 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự thì tài liệu nghe được, nhìn được, được coi là chứng cứ nên xuất trình kèm theo văn bản trình bày của người có tài liệu về xuất xứ tài liệu nên họ tự thu âm, thu hình. Vì vậy, dữ liệu âm thanh trong đĩa CD được tòa xem xét đánh giá. Do đó, giọng nam được cho là của ông N có thể hiện nội dung. Tôi vẫn tính lại bình thường, tôi để đó, chừng nào nó đem 100 triệu kia lên, tôi sẽ đưa cho nó. Muốn lấy đồ về phải đưa cho tôi 100 triệu, vậy thôi. Giờ nó xù luôn, nó nhai, nó xù luôn, tôi bỏ luôn, tôi không thèm nói tới. Giờ nó đưa tôi 70 triệu rồi đó, giờ nó, đồ của nó giờ tôi giữ ở đây. Mà giờ mai mốt ra tòa đi nữa, có hỏi thì tôi nói là không có đưa 70 triệu, chưa chuộc. Theo hội đồng xét xử, do ông N không thực hiện nghĩa vụ chứng minh theo quy định nên yêu cầu kèm theo chứng cứ đĩa CD ghi âm của chị B là có cơ sở để chấp nhận. Chị B yêu cầu vợ chồng ông N có trách nhiệm liên đới trong việc trả lại vàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động. Ông N làm chủ doanh nghiệp của mình nên phải có trách nhiệm cá nhân trả lại số vàng trên. Thưa quý vị và các bạn, trong cái phần báo thì phóng viên Thu Giang có nêu một cái vấn đề là không tính lãi vàng vì không có quy định. Thưa quý vị và các bạn, cho đến thời điểm hiện nay thì lãi suất đô la mà gửi thì lại không có lãi suất, vàng thì cũng lại không có những cái quy định, và quy định này thì được ghi ở trong Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, quý vị và các bạn ha. Về yêu cầu tính lãi suất trên hơn 20 chỉ vàng của chị B bị ông N giữ, hội đồng xét xử xét thấy kể từ thời điểm ban hành bộ luật, kể từ thời điểm ban hành Bộ Luật Dân Sự năm 2005 đến nay, Ngân hàng Nhà nước chưa có văn bản quy định nào về lãi suất cho vay vàng hay lãi suất cơ bản đối với vàng nên yêu cầu không được chấp nhận.
Thưa quý vị và các bạn, trong cái video lần này tôi đọc cho quý vị và các bạn, và chắc chắn trong những video tới thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn những cái bài học thực tiễn từ những cái khách hàng mà văn phòng luật sư có được. Tôi sẽ kể với một cái giản dị gần gũi để cho quý vị và các bạn được rõ, trên cái tinh thần là chứng cứ, giám định, giọng nói, chữ viết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hôm nay có một cái chị trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Tòa alo lại, thì chị bảo với tôi rằng là sao luật sư không có để số điện thoại. Dạ thưa, tôi cũng có rất là nhiều công việc và hiện tại còn khoảng chừng 25 câu hỏi chưa trả lời hết. Nếu quý vị và các bạn quan tâm thì nó cũng nằm đâu đó ở trong cái video thôi, và tôi sẽ ráng cố gắng chuyển hết cái thông điệp 25 câu hỏi đến cho quý vị và các bạn, và sau đó tôi sẽ từ từ trả lời cho từng quý vị và các bạn. Nói vậy thôi chứ luật sư cũng muốn có những cái anh chị em cần đến mình, và mình cũng cần bàn tay đến anh chị em. Và nếu như trong trường hợp chưa cực cần thiết thì quý vị cũng có thể từ từ và gọi điện thoại cho luật sư. Còn nếu trong trường hợp cần thiết và xét là mình thiết tha mong muốn gọi điện thoại cho luật sư thì quý vị cũng có thể gọi cho tôi qua cái khung giờ là từ 8 tới 9 giờ sáng qua số điện thoại là 0903 392 861. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta.